Bởi vì trên quá trình thành công thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái lúc hoài nghi và lúc gọi là sấp mặt, không có đứng lên nổi. Tường cũng không ngoại lệ. Rõ ràng ngay từ đầu tiên mà Tường chọn âm nhạc, nó gọi là nó xuất phát điểm từ cái chuyện là mình được chú ý trên một cái chương trình truyền hình. Lúc đó trong đầu Tường không có một cái suy nghĩ mảy may gì về chuyện là à rồi tôi sẽ đi con đường này như thế nào, rồi tầm nhìn tôi ra làm sao, tôi phải điền vào chỗ trống cái phân khúc nào trong cái ngành nó rất lớn như thế này. Thì khi trong suốt một năm mà Tường làm, trong suốt Tường có một năm gap year là năm 2015. Lúc đó Tường, đầu óc Tường nó cũng nhiều vấn đề lắm. Tường thấy mình chưa sẵn sàng cho một cái gì cả, mà lại là năm cuối cùng để mà mình tốt nghiệp. Cho nên là Tường không hát, không gì hết, mà Tường tập trung vào luận án tốt nghiệp của mình. Thì sau khi tốt nghiệp xong thì Tường mới ngồi lại. Trong 2015 đó Tường cũng viết bài Mơ. Bài Mơ là bài nói về cái sự rất là trong trên của một người trẻ. Và lúc đó thì Tường, sau cái năm đó thì Tường mới quyết định ngồi lại. Thì Tường mới tự hỏi là thế thì mình là ai trong tương lai, và mình sẽ là người đóng góp cái gì trong cái ngành này. Bởi vì khi mà Tường vào sâu hơn và nhìn sâu hơn một bức tranh toàn cảnh của showbiz, thì Tường thấy là đối với những người họ có sáng tạo, họ có chuyên môn, họ có gọi là đầy đủ kiến thức để đi trên con đường này, thì họ lại rất là chuyên môn. Có nghĩa là dòng nhạc của họ rất là hay, rất là những cái người rất là cao, nhưng mà giới trẻ họ không có cảm được. Còn đối với những người trẻ, những người mà cỡ bằng Tường, thì khi mà họ nghĩ về showbiz là họ nghĩ về làm sao để nổi tiếng, làm sao để người ta chú ý tới mình, thì họ sẽ làm mọi cách, có thể dùng cái từ dễ hiểu là scandal, hay là làm trò này trò kia này nọ để mình được nổi tiếng, viết những cái âm nhạc mà nó lại người ta hay gọi là thị trường. Thì Tường mới thấy một cái gap rất là lớn giữa hai bên, làm sao để người trẻ vẫn nghe được nhạc có cái tính thẩm mỹ nhưng mà vẫn có thể hấp thu được, chứ không phải là thẩm mỹ và hàng lâm đến nỗi họ không hiểu đang nói cái gì. Còn làm sao để mà người ta thấy được là khi mà tất cả những nước khác, tất cả những cái industry khác họ nhìn vào Việt Nam, họ cũng biết là à, âm nhạc của Việt Nam đang phát triển và các bạn cũng đang bắt kịp xu hướng của thế giới. Chứ khi mà mình đưa những cái gì mà người ta muốn vào cái showbiz này, người ta kiếm fame, thì đó không phải là âm nhạc. Cho nên là Tường thấy một cái gap rất là lớn, làm sao để tạo ra một cái dòng nhạc mà nó vừa đảm bảo tính chuyên môn, vừa có tính giải trí. Người trẻ sẽ không cảm thấy quá khó nghe, quá khó hấp thu, và họ vẫn thấy là tự hào vì âm nhạc Việt Nam có những cái loại hình như vậy. Và Tường đã đi cái con đường đó tới đây là 5 năm rồi. Và dĩ nhiên trong lúc Tường đi thì nói cái con đường Tường chọn nó đã khác rồi. Tường nghĩ là cái mà định hình một người nghệ sĩ và nói lên được cái tiếng nói của họ không có gì khác hơn là cái âm nhạc có chất lượng và có thể chạm được đám đông. Thì trong suốt quá trình 5 năm mà Tường đi, có những lúc mà người ta rất là hoài nghi về hình ảnh của Vũ Cát Tường. Tại vì Tường thì không theo đám đông, Tường không ăn mặc váy đầm, Tường cũng không thích mặc gọi là quá khu ngầu như là các anh đẹp trai. Mình là hình ảnh unisex. Và âm nhạc của mình, âm nhạc của Tường, Tường cũng có một cái lời tuyên ngôn là Tường muốn nó xuyên giới tính, xuyên tuổi tác và xuyên không gian thời gian, xuyên quốc gia luôn nếu được. Cho nên là Tường thấy là cái điều đó là một cái tư tưởng rất là lớn. Và để muốn đi được nó thì mình phải hết sức tỉnh táo trước những cái gọi là cái hào nhoáng và cái ảo ở xung quanh mình. Bởi vì trong cái ngành này nó sẽ rất là nhiều thứ, nó sẽ che mắt mình. Có thể là bởi vì mình thành công, bởi vì mình được tung hô, bởi vì người này người kia làm cái chuyện khác, mà nó sẽ lu mờ đi cái con đường mà mình phải đi. Cho nên là tới thời điểm này thì Tường thấy là dần dần cái con đường của Tường dễ dàng hơn rồi.
Dễ dàng hơn có nghĩa là gì? Dễ dàng hơn không có nghĩa là mình dễ đạt được chuyện đó, mà là dần dần nhiều người tin vào con đường Tường đi. Từ khán giả, họ bắt đầu Tường có một cộng đồng fan của riêng mình. Rồi những cái người ekip Tường phải đi chọn từng người một, bởi vì mình không thể đi một mình được. Cho nên là từ lúc ngày xưa thì nó tối tăm lắm, đi thì thậm chí có nhiều người nói là em ơi em đừng có đi cái con đường đó, bởi vì bây giờ em đang hot nè, em coi thí dụ em hát nhiều ballad hơn đi, tại vì Việt Nam rất là thích ballad. Nhưng mà tôi nghĩ là không lẽ hát ballad hoài, không lẽ viết ballad hoài, thì âm nhạc thế giới người ta nhìn vô Việt Nam, chẳng lẽ Việt Nam 30 năm nữa họ vẫn hát ballad, họ vẫn như vậy, và người ta nhìn vào người ta nói ủa giới trẻ Việt Nam đâu. Thì Tường thấy là thôi mình cứ đi con đường của mình. Âm nhạc của Tường cũng không phải là âm nhạc triệu view, triệu like, nhưng mà luôn luôn Tường đặt cái bài tiếp theo của mình, nếu như mình có sáng tác tiếp theo thì cái bài đó nó phải mang tính sáng tạo, vẫn mang tính được là chạm được đám đông, và nó vẫn đảm bảo tính chuyên môn. Và cái thời điểm đó thì giống như anh nói đó, không phải lúc nào mình làm cái gì mà mình nghĩ về tiền, về sự nổi tiếng thì chắc chắn rồi mình cũng sẽ có đó, nhưng mà nó sẽ là cái ngắn hạn. Nhưng mà khi mình nghĩ cái mục đích mà mình làm cái đó, mình sống trên cuộc đời này, mình thuộc vào cái gì đó lớn hơn mình, mình đang tạo ra một cái gì đó, đóng góp một cái gì đó lớn hơn mình, để 5-10 năm nữa, thậm chí là 20 năm nữa người ta nhìn lại, mình không bao giờ hối hận về từng bước mà mình đã đi, kể cả khi mà những cái bước đầu tiên đó mình cực kỳ cô độc và không ai hiểu mình đang làm cái gì.